làm cái này cho ba sẽ tỉnh dậy. Ba ơi, dậy đi, dậy đi. Làm gì vậy? Thì chị đánh thức ba dậy, làm vậy ba mới dậy chứ. Không chị, ba thích gãi đầu lắm. Chị mà làm vậy là ba ngủ lâu thêm á. Vậy chứ giờ mình làm gì? Làm như em nè. Trời ơi, cái gì tụi con, cuối tuần cho ba ngủ chút cứ quậy hoài vậy. Thôi dắt tụi con đi tập thể dục đi. Thể dục gì mà thể dục chi? Cuối tuần rồi mình đi tập thể dục mình mới đẹp được ba. Con đã chuẩn bị đồ cho ba rồi đó, ba mà không bật là uổng lắm á. Ơi ba không có tập thể dục cuối tuần được đâu, tập là ba bệnh á. Ôi ủa. Rồi, tập thể dục. Thôi chắc ba về quá. Ơ không có được đâu. Không được gì, nãy giờ mấy người nhìn bộ đồ cười rồi đó. Thì mình phải mặc đồ giống nhau mới giống một gia đình chứ. Ba là cây nến hồng, con là cây nến xanh, em là cây nến vàng. Ủa chị. Hả? Mình cũng đều mặc màu hồng mà chị, xanh vàng gì ở đây? Ờ ha. À vậy tụi mình là ba cây nến hồng lung linh. Yeah, mình là ba cây nến hồng lung linh. Ba cây nến hồng đi ra ngoài công viên. Ủa bây giờ làm sao đây? Chị, hay là bây giờ mình chơi chạy đua đi. Ai chạy chậm nhất thì đó thắng. Trời ơi. Hả? Khôn quá ha. Chân ngắn nhất chắc chắn là sẽ thắng rồi. Đúng rồi, ông lém ha ông. Bây giờ chơi cái khác đi, đừng có chơi chạy nữa. Dạ. Chị, mình chơi ném banh đi. Người nào thua sẽ phải lắc bụng. Lắc sao vậy chị? Nè. Lắc bụng vậy đó hả? Dạ. Rồi, giờ hai con chơi nha, ba đầu trọng tài cho. Không có vui. Chứ con muốn làm sao? Con muốn ba chơi cùng. Vậy là ba ném chung luôn hả? Dạ. Chơi thì chơi, sợ gì? Rồi, chuẩn chị bị. Ơi, lúc ba thua á chị, là ba đứng lắc rụng chắc mắc cười lắm luôn á. Ờ, chắc vậy á. 2, 3. Đủ chưa nè? Dạ chưa ba, còn 1 phút nữa. Trời ơi, cái gì nhiều quá vậy? Không phải 10 phút ba ơi. 10 phút con vô con lắc đi. Dạ không, 10 phút. Đừng lắc mệt tí bà nội luôn à. Khu mình có biến thái đó. Cái gì? Thiệt hả? Ừ, tôi thề luôn á. Cái gì mà ghê vậy? Trời ơi, trời ơi, tôi đâu có ngờ là ở cái khu nhà mình mà bây giờ lại xuất hiện cái chuyện kinh thiên động địa như vậy đâu. Bởi vậy? Thôi bà ơi chết rồi, bây giờ biến thái mà nó gặp tôi là không bao giờ nó kiềm chế được đâu. Thôi đi về. Ừ, ừ. Ấy, em quên, lộn luôn. Thôi trời, chết rồi, ăn là cái gì đó. Sợ hãi quá. Cái gì vậy cô Linh? Anh Tùng, ôi mừng quá. Chuyện gì vậy? Anh Tùng. Chuyện quan trọng. Chuyện gì? Em mới gặp cái chị Sáu bên Lóc Đê. Chị nói với em á là khu nhà mình dạo này có biến thái. Khu của mình đó hả? Ôi em sợ quá à. Em biết làm sao á. Trời ơi em. Yên tâm Linh, không có gì hết. Nếu mà có chuyện gì xảy ra với Linh, Linh chỉ cần hê lên một tiếng thôi, tôi qua tôi giúp đỡ Linh liền. Anh Tùng á, trời anh nói vậy sao em sống nổi. Anh cả em đi cho em nhảy xuống. Ơi cái gì vậy Linh? Trời ơi thiệt luôn á. Không phải mình Linh đâu, cả cái chung cư đó ai cần gì tôi giúp hết mà. Bởi mà anh á, anh là thuộc cái loài gì á, chứ không phải là loài gì ta. Ủa giống như là Linh đang chửi tôi vậy? Không phải, ý em nói là anh là cái kiểu đàn ông á mà gọi là soái ca chuẩn mà còn sót lại á. Anh không đẹp, anh không giàu, nhưng mà
em mê là em mê cái tính đó đó. Ôi. À đúng rồi. Linh có nhớ hình dạng của thằng biến thái làm sao không? Ờ à, biến thái hả? Ừ. Để em nhớ coi. À, chị Sáu nói với em á là biến thái hay mặc đồ màu hồng rồi còn chơi banh nữa. Ba ơi. Ê. Ê da, mặc áo màu hồng thích chơi banh. Anh mặc màu hồng hả? Ừ, chú bận đồ màu hồng. Ê cha. Ê anh mặc. Ủa màu hồng hả? Ừ. Nãy giờ em tưởng màu cam luôn á. Trời đất ơi, cái màu này mà của Linh như màu cam. Áo màu hồng đâu ra vậy? Của con gái tôi mua nè. Coi cô có thấy ba cái nến màu hồng này dễ thương không? Ủa sao anh mặc áo màu hồng giống như bà Sáu tả biến thái quá vậy? Trời ơi, biến thái đâu, cái bà Sáu đó bao nhiêu chuyện á. Ba cha con tôi bận đồ màu hồng đi ra ngoài công viên chơi thảy banh. Ai thua thì phải lắc bụng, tôi đứng ngoài công viên tôi lắc gì nè. Rồi cái bên nói tôi biến thái đi đồn tùm lum vậy trời. Vậy là hiểu lầm trời. Hiểu lầm thôi. Mà cũng xui nữa. Phải chi anh thiệt biến thái gặp em. Cứ làm gì em đi. Tại này cô Linh có mấy đứa nhỏ ở đây, mình đứng nắng chút xíu đi cô. À, xin lỗi. Hai đứa thấy thương quá. Ủa rồi ngày nào tới hạn cả hai đứa đó về? Thứ hai tuần tới. Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn không phải là thứ hai rồi. Ê nè tôi có. Đi đâu vậy? Anh Tùng. Phải là thứ hai. Ai cha, cầu cho thứ hai nhanh nhanh sớm tới để bọn nhỏ đi xa rồi mình sẽ đoàn tụ với là anh Tùng.